cả đời mình khi sanh ra mình hiền. Cô gái này cô hiền rồi, cô thì mị, cô dễ thương, cô đẹp, lấy nhầm thằng chồng lùng xịt mà nó nhậu còn hơn cái gì. Nó về nó quýnh cô này te tua tả tơ, mang bầu mà nó đá hứ hứ hứ, muốn sanh non luôn vậy đó. Mà khi cô này cổ quán than hờn trách, Phật chờ ơi, tôi tạo tội nghiệp gì? Từ khi tôi còn nhỏ tôi ở nhà tôi hiếu với cha mẹ tôi, tôi hiền hậu, tôi nết na, tại sao số phận của tôi lại lấy thằng chồng lùn mà bị hố, mà ăn nhậu bê tha, ăn nhậu bê tha rồi quýnh đập tôi đá lả. Trời Phật ở bộ không có mắt sao? Thấy chưa? Nhưng mà khi sau này cô nghe pháp cô biết tu, cô nghe pháp cô biết tu thì cô mới hiểu ra, à cái hiền hậu chỉ mới đời này, hiền hậu chỉ mới đời này, nhưng nhiều đời nhiều kiếp mình không có hiền như đời này. Mà đời này mới hiền thì cái phước báo đó nó chưa có chạy qua khỏi cái nghiệp trước, nó chạy chưa qua, mà nghiệp trước nó đi trước, nên nghiệp trước nó đi trước nên nó phát triển trước để mà nó báo mình phải chịu cái khổ. Nếu đời này mình không tu thì đời đời kiếp kiếp mình bị báo cái khổ này hoài. Nhưng nhờ đời này mình hiền hậu, mình biết tu, thôi mình vui trả nợ đi. Thì khi mình vui trả nợ thì nó chuyển nghiệp mau. Có thể mình trả ba đời, nhưng đời này mình có thể chịu khổ nửa đời, nửa đời sau là hạnh phúc. Đó, mình nhờ nghe pháp, mình nhờ biết tu thì mình mới hiểu. Nếu không thì mình trách ông trời, trách Phật. Tại sao Phật với ông trời không từ bi? Con hiền hậu mà con có đạo đức, con đối xử cha mẹ con đàng hoàng, tại sao cuộc đời con khổ vậy? Nên quý vị coi câu chuyện, có nhiều câu chuyện đó thấy không? Người ta mà gặp chuyện gì người ta kêu ông trời, ông ngó mắt ông nhìn tôi ông trời, thấy chưa, tại sao ông đối xử với tôi vậy ông trời, thấy không? Còn mình mà người biết tu mình đâu có trách ai đâu quý vị. Trách giờ trách Phật không bằng trách mình. Tại mình gieo nhân thì gặt quả, nên trong nhà Phật có câu nói để thông tâm cho mình: muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Nên quý vị đi chùa đi tu mà quý vị không nghe pháp, quý vị bố thí cúng dường nhiều, ban đầu thịnh phan hả mừng, nó đẩy mình lên cho nhiều người ập vào, nó đập phở nát hết một cái để cho tất cả người phải mất tín tâm. Còn mình quay đầu lại 180 độ phỉ bán, tác hại còn lớn hơn là chưa đến chùa. Nhớ kỹ. Nên những người mà hộ trì Tam Bảo cần phải nghe pháp, cần phải dụng công tu để hiểu được cái nguyên lý nhân quả, chứ không là nguy hiểm dữ lắm. Đó. Nên quý vị biết rằng nhiều người, những đức tổ chức chương trình khiếm thị, những đức sắp xếp cho nguyên một cái dàn người sáng mắt ngồi phía trước, biết chi quý vị? Vì bây giờ mấy người mù ngồi phía trước, họ ngồi họ im gu, mình giảng pháp họ ngồi làm gì nè, họ nghe họ ngủ gì mình cũng không biết, họ ngồi làm. Giảng không nổi. Mình giảng mình nhắn hay mình không nhắn gì nó cũng viết cái bị đơ luôn, giảng không nổi. Còn ca sĩ hát muốn gớt cổ họng ra luôn, họ ngồi dưới làm nè, sao ca sĩ hát được? Bị coi. Có một lần cái thằng ca sĩ nó hát, nó nói
tôi rất thích đôi tay của các bạn, ý là kêu quơ tay á, mà Toàn bữa đó chưa sắp xếp, Toàn mù không có thấy nó nói, có biết cái gì đâu. Thì ca sĩ nó kêu quá trời kêu mà nó không có đưa tay đưa gì lên chứ. Cuối cùng ca sĩ có mình nó quơ tay, hát không nổi, hát không đạt. Những Đức một lần kinh nghiệm liền, lần sau những Đức sắp cho khoảng cỡ chục hàng đầu, người sáng mắt với lựa mấy bà mà vui vui tin tin chút, phải ngồi hàng đầu để mà mình giảng, mấy bà vỗ tay nữa làm cho mình nó có được cái cảm giác giảng pháp quý vị, để nó làm cho mình có cái cảm xúc giảng pháp, để cho nó truyền cái cảm hứng này đến với nhiều người. Còn nếu bây giờ mà phía trước mà ngồi mà ai cũng hỏi quý vị bị truyền cái gì bây giờ, bây giờ mình giảng rầm ở phía trước ngồi làm mình đơ luôn chứ sao giảng nó. Nên hồi chiều những Đức giảng bài pháp, những Đức nói rằng thứ bảy tuần này những Đức tập trung các đoàn lại, những Đức sắp cho mấy cái bà ngồi từ xưa tới giờ ai nói gì kệ đi, tại vì mấy cái bà này bà nghe pháp bà vui, bà vỗ tay sùm nên mình giảng mình cũng sung cà che nữa. Ừ, nó thiệt á. Tại sao mà có nhiều người, người ta giảng pháp, người ta đi đâu cũng có một cái fan đi theo, tại vì họ làm cảm hứng cho người ta giảng pháp. Còn cái người mà chưa hiểu nguyên lý này thì cứ họ ngồi họ nghe thì tốt rồi, nhưng mà họ ngồi họ không có truyền cái cảm hứng qua lợi nhau, thì cái người ngồi ở trên giảng đâu có cảm hứng đâu mà truyền cho mình, truyền cho nhiều người. Họ ngồi chứ cứ là gì nè, gì không mà mình giảng mà hai tiếng sao giảng nổi, dụ như mấy chục phút thì được, nhưng mà vớt hai tiếng không đơn giản đâu quý vị. Nó phải làm sao nó làm nóng cho mình lên. Bây giờ mà bây giờ khiếm thị ngồi phía trước mà mình cười cũng cười mình, nó không cười luôn mình sao mình cười đây, rồi mình đơn luôn à đó. Nên mình cười nó cũng không cười, nó cứ ngồi. Thôi quý vị, còn có lần mà khiếm thị mà có cái bà đó bà ăn chậu, mà mấy cô mình sắp xếp mà tự nhiên sắp cái bạn chầu ngồi trước mặt nhân Đức, mình giảng mình mong cho người ta cười để nó vui, có hội chúng lên, tự nhiên bà đem cái đồ máy chầu ra làm cọc 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 cọc, xong bà lụm một miếng cao bỏ vô miệng làm giảng hết nổi, giảng không nổi luôn. Rồi xong mới cọc chút nhì nhừ ra, bà lấy cái lá chầu ra, cái bà lấy miếng voi quét lên, bà bỏ cục cao vô, bà quắn lại bỏ vô miệng làm. Hỏi vì sao mình giảng nổi, ở trên mình giảng mình nhìn bà một chút mình nói mất cười đâu có giảng được đâu, chết mồ luôn kiểu này. Mình thấy ghê chưa? Nó nên á, nguyên một cái fan mà nghe giảng từ xưa tới giờ mà vỗ tay ầm ầm mình để phía trước để truyền cảm hứng cho nhiều người, mà cũng nhờ mấy cái bà vỗ tay sùm đó đó, mà khi mà quay phim lên á, người ta mà gà trên mạng quý vị, ta gà ngang ta nhìn, có cái bà kia bà nói nhiều người nói lắm đấy, con bấm con thấy hài hai ba lần con cho qua mà lần nào con bấm đến là con thấy gì đâu mà chúng gì mà đông mà vỗ tay dữ cái chuyện. Con lần con bấm vô con luôn, coi xong dính luôn. Ghê không? Dính luôn. Nó nên mấy cái người mà người ta lấy bài pháp mà người ta làm hình ảnh ta câu like mà vừa truyền pháp luôn á, cái lượng người coi đông lắm quý vị ơi. Tại vì sao người ta bấm vô, người ta thấy lạ lạ, cái đề lạ lạ, người ta bấm vô người ta coi. Coi xong vô đề dính liền, cuối cùng ta coi luôn. Mấy vị thấy không? Nên cái thu hút ban đầu nó quan trọng lắm. Nếu như mình có thật chắc, mình có tài năng mà mình làm cách mà cho người ta biết mình nữa thì mình quá hay. Còn nếu như mình có tài năng mà mình không có phương pháp nào để cho người ta biết mình, vậy thì độ sanh rất là chậm. Đó, nên quý vị biết rằng là từng này là những Đức kết hợp mấy cái bà đòn rồi lẽ hết. Là cứ một đòn là những Đức cứ đưa 10 phiếu. Còn một số mấy bà mà ngồi phía trên, những Đức bố trí cho mấy bà một dàn mấy bà ổn định luôn, là
Tới giờ mới bả vô nghe pháp mà khỏi cần có ai mà nói chỗ ngồi này của tôi của tôi, chứ tại vì cái số nó đưa sẵn rồi thì cứ tới từng là bả vô bả lại ngay cái chỗ đó băng ngồi của bả thôi, đâu có đụng chạm nữa đâu quý vị. Ừ đó, nó nói chứ sống trong cuộc đời này 10 người 10 ý mà sao mà vừa bụng ta, cỡ nào cũng có người này nói người này nữa kia. Thôi mình thấy cái việc lợi ích là mình cứ làm cho tốt cho chúng sanh đi, vậy là đặc biệt nhất quý vị. Nó nên mình phải cần nghe pháp quý vị ơi, nó thông cái tâm. Nên chúng ta trong cuộc đời này quý vị, mỗi người mỗi có cái tính. Thí dụ như có những người ta ngồi tuốt sau lưng người ta nghe pháp, ừ nghe được thầy giảng là tôi áp dụng là được, ừ thì cứ vậy mà làm. Có những người ta thích ngồi phía trước nghe thì ừ cứ vậy mà làm. Nếu ai cũng thích ngồi phía sau mà không có ai ngồi phía trước, không lẽ mỗi lần thầy ông giảng nói ơi sao quý vị cách xa thầy dữ như con. Hiểu không? Chứ sao? Hiểu không? Lẽ bây giờ mà ai cũng thích ngồi phía sau chứ, hoặc là con ngồi đâu con cũng nghe được, con hành trì là chính thầy ơi. Con nghe dù ở xa thầy nhưng con hành trì còn hơn người ngồi kế thầy mà không hành trì. Thì đúng rồi, sao cũng được, nhưng mà cũng tôi cũng cần những người ngồi kế tôi để tôi ấm áp. Hiểu không? Chứ bây giờ quý vị đi tuốt phía sau đó bị ngồi, không lẽ tôi giảng pháp tôi nói quý vị ơi kiểu nó nhìn xa quý vị giảng đâu có nổi. Như Đức nói thiệt quý vị nghe, bây giờ thử nguyên một cái dàn ngồi này mà lấy nửa chánh điện đi, lấy nửa chánh điện mà quý vị ngồi từ nửa chánh điện dài đằng kia, những Đức giảng pháp không nổi. Tại vì sao? Những Đức không thấy cặp mắt quý vị. Ừ quý vị biết á, vị thí nghiệm thử đi, khi vị đối thoại với ai mà cặp mắt người ta nhìn chỗ khác vị nói chuyện được không? Tôi nói cặp mắt là cửa sổ tâm tâm gì. Hiểu không? Nên đã là hai người nói chuyện hoặc là nói chuyện thì bốn mắt phải nhìn nhau. Mình nhìn qua cặp mắt này thì cặp mắt này nhìn mình nhìn họ. Mình nhìn qua cặp mắt này nhìn mình họ. Nhìn qua cặp mắt này đang nhìn mình nhìn họ. Thì trong cái cặp mắt đó nó sanh pháp, họ cũng có cái pháp sanh cho mình, mà mình cũng có cái pháp sanh cho họ. Hai bên nó kết hợp. Hiểu chưa? Vì thử vì giảng pháp chuyên nghiệp thế coi, đưa đem người ta xuống tuốt dưới kia dưới đi, vì ngồi giảng đi là quý vị chỉ ngồi giảng bình thường thôi, không bao giờ mà vui vẻ được nhiều. Nhưng mà có cái người ở đây này họ động quý vị cũng động luôn. Hai bên nó kết hợp, động mà sống trong định đó. Với thêm nữa là gần gần gì nè, ngồi có nhiều bà bán ngủ mình cũng giảng về pháp ngủ. Có nhiều bà má đau chân mới lúc lắc, mình giảng bài pháp đau chân lúc lắc. Có cái bà gãi, mình giảng bài pháp gãi. Có nhiều bà ngứa mông, mình giảng bài pháp ngứa mông. Đó, nó sanh pháp đủ thứ mà. Có nhiều, có cái cô đó lặng nào nhà Đức giảng gì, nó không biết bà kỳ cục. Mỗi lần nhà Đức giảng là bà cứ làm gì nè, không biết bà làm gì luôn nữa. Ồ mà nó cũng sanh pháp nữa quý vị. Còn có nhiều bà mình giảng ở đây, bà ngồi với bà làm nè, bà ngứa bà gãi vậy đó. Tại bà ngứa ngay vô đó bà gãi. Chắc bà này bà mới sanh hay sao? Mới sanh rồi con bà bú sữa ngứa, bà cứ gãi gãi hoài hoài thì mình không có trách. Nhưng mà nó cũng sanh pháp nữa quý vị. Ồ tại vì nhìn nhìn xuống nó tá lả âm binh, chứ mình giảng pháp giảng quả giảng không hết luôn đó, thấy không, đặc biệt chưa? Nên pháp nó có mặt trái mặt phải của nó, trái mặt phải. Nên quý vị coi giảng pháp mà không có người nào á, quý vị chỉ nghe được á chừng nửa tiếng đổ lại, nghe dài quý vị ngủ á. Tại không có người nào nên ngồi giảng mình một họ cười cái gì. Có cô kia nói thầy ơi sao thầy giảng pháp chứ công chúng vui quá, sao thầy giảng mình thầy sao không có vui. Những Đức nhắn tin lại, những Đức nói bà kêu tôi vui với ai. Tôi giả con mình tôi thì giỏi lắm à. Đã là vui với Phật thì đâu có vui giống như với chúng sanh. Với chúng sanh mình thì căn tính nó như bàn tay có ngón dài ngón ngắn, thì nó vui giống mình nhau.
Còn nếu như mình vui trong cái pháp vị với Phật á, thì nó rất bình tĩnh. Mà mình bình tĩnh quá thì nó thành giống buồn vậy đó. Hiểu chưa? Đó, nó ngồi mình mà kêu người ta cười, không biết cười sao. Hiểu không? Nó khác. Nên quý vị nghe đông thì thấy không? Nó có nhiều cái lạ thấy chưa? Nó nãy giờ bị cười quá chen mà. Vỗ tay vỗ đại làm bộ. Vỗ tay nó có nhiều cái lợi ích lắm. Một là giúp cho máu huyết được lưu thông tốt, tim mạch điều hòa tốt. Cái tốt nữa là giúp cho người kế bên không ngủ gục. Tại vì hồi sắp sửa ngủ bị vỗ cái hết hồn, mở mắt ra vỗ theo. Đó, nên cái này cũng hay lắm nghe quý vị, chứ không phải giỡn đâu. Nên bữa nay ở ngoài trước sắp một số cụ ra ngoài đó rồi, ngày mai bên chùa mới đưa qua cái nữa là đầy. Nhớ nghe, mấy anh em nhớ đây là mô hình, mô hình phát triển chùa nhanh nhất. Cách này hay lắm á, rất hay luôn. Bởi vì nghĩ nè, ví dụ như ở đây bây giờ mỗi ngày 700 người. Nếu như bị giữ yên 700 người đây mà có một ngôi chùa mới, mà quý vị đưa nhân sự mới ra và chờ để nhận người mới, thì hoàn toàn người mới vô lập trình rất lâu. Nhưng trong 700 người chúng ta lấy ra 100 người cũ, chúng ta đắp vào ngôi chùa mới, chúng ta lấy cái người ở đây chúng ta đưa ra đó quản chúng, thì hậu quản người cũ, thì đây là nó hình thành cái ngôi chùa mới mà thật sự là người cũ. Rất hay, đúng không? Xong á, ở đây giật bớt đi 100, thì bắt đầu là nhận thêm 100 đưa vô đây. Vì ở đây nó có cái gốc người cũ, nên đưa 100 người mới vô cũng không có ăn thua gì. Thời gian ngắn thôi ở đây trở thành đầy bình thường, ở ngoài kia cũng đầy đặn luôn. Rất hay, đúng không? Còn nếu như mà nhân sự mới, mà người mới, nhân sự mới rất khó quản lý người mới. Nên từ nơi đó mà ở ngoài trước ở được 150 người, là được 150 người vô chùa ở thêm. Nghĩa là mừng hòa thượng xây điểm chùa, và bây giờ 150 người được vô chùa ở nữa. Đó, khi đầy 150 người này nữa thì sẽ nở ra 1500 người. Để chờ xem nở nữa. Thấy rõ ràng chưa? Vừa mới đầy là nở chỗ này liền, mà đầy chỗ này nữa chẳng biết nở đâu. Thấy không? Nên cái người niệm Phật nó nở lắm quý vị ơi. Cái người niệm Phật nó sanh sản lắm quý vị, nó sanh sản phước duyên. À, có cái cô kia có nói là hồi đó mà chưa biết thầy hả thầy, hai vợ chồng sống nhau 4 năm chờ không có một đứa con, mà từ khi nghe pháp thầy 2 năm hai vợ chồng đẻ được 2 đứa. Cái pháp niệm Phật công nhận nó hay quý vị ơi, gì đâu mà nó gần gũi, nó xác thực sao đâu, quá tuyệt vời. Nó nên quý vị nhớ nghe, học Phật cái cực kỳ quan trọng là hạ kiêu ngạo ngã mạn, đem những cái buồn giận đem ra ngoài, đem cái tâm đố kỵ là tâm hẹp hòi nhỏ bé đó bỏ nó liền. Tại vì câu ai với đạo Phật là câu mở tâm lượng lớn, mà mình niệm Phật mình tu mà tâm lượng mình hẹp lại là sao? Là sao? Nghĩ đi. Hòa thượng Tịnh Công ngày giảng là tâm lượng lớn phước báo lớn, tâm lượng nhỏ phước báo nhỏ. Tâm lượng bạn nhỏ quá làm sao bạn có phước mà làm việc lớn? Tâm lượng bạn phải lớn thì bạn mới làm việc lớn được. Con người mà tâm đố kỵ làm sao tâm lượng lớn quý vị? Thấy người ta hơn mình, thấy người ta làm được việc hơn mình là mình đã ghét người ta, là mình là người đố kỵ.
mà tâm đố kỵ bất bình là chiêu cảm quả báo của động đất. Tâm tham lam nặng nề là chiêu cảm gió bão. Nên cái tâm của mình săn hẳn thì làm cho quả địa cầu này nóng bức. Phải nhớ kỹ. Nên mỗi một con người chúng ta, khi mình được nghe pháp, mình cởi mở tâm tư ra, thấy ai làm được mừng giùm cho người ta. Cái này là mình chỉ khuyên thôi, chứ cái cõi đời này mà vậy thì đâu phải là cõi ta bà. Nhưng khuyên cứ khuyên thôi. Ở cõi này nó phải hơn thua đấu đá, ganh tị tức tối. Nhưng mà mình tu quý vị ơi, mình muốn giảng sanh cực lạc, chúng ta cố gắng phát triển cái tâm lại đi. Chứ đừng có để cái tâm đó, nó ngự trị trong cõi lòng mình hoài. Hẹp hòi ích kỷ nó không có lợi ích gì đâu. Rồi tâm kiêu ngạo ngã mạn là hại mình lớn như lắm, phá sạch phước duyên. Giữ tâm kiêu ngạo ngã mạn là phá sạch phước duyên. Nên cần nghe pháp để cái người đi hộ trì tam bảo, là người này mới thật sự là thịnh pháp. Vì quý vị là người nghe pháp để hộ trì tam bảo mới thịnh pháp. Còn quý vị là người hộ trì tam bảo mà không nghe pháp là diệt pháp. Vì quý vị hộ trì tam bảo mà không nghe pháp làm sao hiểu nguyên lý. Nên quay là phỉ báng Phật pháp, nên gọi là diệt pháp. Nên những người trong chùa này nhiệt tình làm công quả mà không gây dựng cái tâm tu giải thoát cũng diệt pháp. Tại vì quý vị chỉ có làm công quả, vì làm cực khổ nhưng mai mốt bệnh đau ung thư, bệnh này bệnh kia nó sanh ra. Vì nói tôi phục vụ tam bảo, tôi làm nhiều việc gì mà tại sao bây giờ tôi như vậy. Thấy chưa, quay lại trách Phật Bồ Tát. Nên mình diệt pháp. Nên mình phải càng nghe pháp để hiểu nguyên lý của định lực nhân quả. Trong cái cõi đời này không có cái gì bỗng không hết đó. Đã gieo nhân gì thì gặt quả báo nấy à. Nó không có gì bỗng không chứ. Những đức nói với vị vị hô bây giờ, nó cũng không phải bỗng không đâu. Nó có quả báo của cái nhân hô, nên đời này nó mới hô. Còn bị mớm là nó có quả báo của cái nhân mớm, nên đời này bị mớm. Còn vị không hô không mớm mà bị bằng. Thì quả báo bằng. Còn người ta sanh ra, người ta sống mấy chục năm mà răng vẫn còn y nguyên, là người ta trồng được cái nhân răng đầy đủ. Còn mình sanh ra mới có mười mấy tuổi là răng nó sâu ăn tanh bạch hết trơn. Là mình có cái quả báo, mình tạo ra cái nhân đó nên mình chịu cái quả báo bị răng rụng sớm. Cái gì nó cũng đều quả báo chứ quý vị ơi, từ do nhân mà thành quả. Phải tin chỗ này. Khi tin chỗ này rồi là bản thân quý vị sẽ không ít bao giờ bị phiền não lắm. Còn quý vị mà không tin chỗ này là phiền não dãy đầy đó. Phiền não dữ lắm. Nó nên chúng ta ở cùng một chùa gì nhưng mà ba bốn điểm quản lý. Mỗi một điểm quản lý là quý vị có nhân có quả để sống với cái người quản lý đó đó. Ừ. Chứ không phải nói cái chuyện vì không vừa lòng không vừa ý được đâu. Còn thấy vui gì mình đi vô trong chùa, tự nhiên mình muốn đi tu mà tự nhiên mình đi vô trong chùa, mình gặp mấy cái chú ở trong chùa ông chọc ghẹo mình. Nó có cái nhân quả đó. Là vì mình đã từng chọc ghẹo người ta. Nó có cái cô vô chùa của nó là con đó, thầy. Ở ngoài đời trai gặp con là nó mê. Nên đời con nó khổ lắm thầy. 30 tuổi rồi mà chưa có chồng thầy á. Nhưng đứa nói ủa, nói câu hơn ngược á nghe. Ngoài đời nhiều thằng mê mà sao 30 tuổi mà chưa có chồng? Vì nhiều thằng mê nên con không biết chọn thằng nào. Cuối cùng ở gia luôn. Nó xong bây giờ muốn vô chùa tu, vô chùa tu thì gặp mấy chú. Ông gặp ông cứ chọc ghẹo hoài. Bà nói sao chú nào cũng dễ thương á. Nhưng Đức nói cái bệnh của bà cũng y rang nữa. Cuối cùng bà ra khỏi chùa nè. Tại vì sao? Nói, bà còn chưa hiểu nhân quả sao bà lo tu đi. Mấy chú dễ thương kệ ổng. Ổng chọc mình đừng có ngó ngàng tới, đừng có quan tâm tới. Rồi từ từ ổng tránh đi mất tiêu hết trơn à. Còn ai mượn mấy bà nhìn chi? Ông chọc bà kệ ông, có khi người ta gặp người ta nói chuyện cười cười chơi, ta nhìn mình chơi, thấy không? Thì nam ta gặp người nữ trẻ ta phải nhìn chơi thôi. Ai mượn mình nhìn chơi chi? Người ta nhìn mình mà mình sao kệ mình chứ? Tại vì nhiều đời nhiều kiếp người ta vô chùa tu,
cái chú này nhiều đời nhiều kiếp ổng là con gái, ổng vô chùa tu, bà là con trai, bà chọc ổng, bà làm cho ổng ra đời. Bây giờ bà vô chùa tu, ổng khảo đảo cho bà đi ra khỏi chùa chứ. Cái nhân cái quả nó gặp nhau trong cõi đời này nó ghê lắm quý vị ơi. Mới nói là nhìn quả thì biết nhân, mà nhìn nhân thì biết quả. Thấy không? Khi mình vừa vô chùa mình tu cái là mình gặp cái người nó đến nó quậy phá mình liền, kiếm chuyện chửi bới mình sùm, có không? Có, xong có. Nó, mình vừa vô chùa thì mình bước vô nhà vệ sinh thôi, nó đứng ngoài nó gõ hoài. Nó gõ từ sáng tới chiều nó gõ. Ừ, mình tức, mình nói tờ đi trong đây, có người rồi. Bòn bòn, có người rồi, chờ chút đi. Bòn bòn bòn, có người rồi. Tức gì đâu, có người gọi mà gõ hoài. Thấy không? Bạn đừng có tức, bạn cũng chơi người ta vậy đó. Bạn làm cho người ta sạch phước đó. Bây giờ người ta làm lại cho bạn sạch phước. Nhân quả bạn ơi, phải tin. Đúng không? Đó. Nên những điều những Đức chia sẻ gì nó rất đơn giản, nhưng quý vị nếu chân thật mà áp dụng đi, rồi quý vị sẽ hoàn toàn không có bị phiền não. Trong cái cuộc đời chúng ta đừng có bao giờ trong tâm chúng ta mà mình sống trong ngôi nhà tam bảo thì mình nghĩ mình có một cái bản lãnh gì đó, mình có một bản lãnh gì đó. Tại sao cái công việc đó là đúng là tôi làm, tôi có bản lãnh tôi làm, mà tại sao giao cho cái thằng khác kỳ cục cái chuyện? Bạn đừng có nghĩ gì, bạn phiền não chết. Bạn nhìn thấy cái thằng kia nó mới vô chùa, nó chưa có bản lãnh nhiều, nhưng nhiều đời nhiều kiếp nó có duyên với cái mảnh đất đó. Nên người ta vừa sắp có một việc gì là ta nhìn cái mảnh đất đó, ta nhìn qua thằng này, ta thấy cái tên nó, nên ta đặt nó vô đúng vị trí đó. Chứ không phải là mà cái chuyện gì ai đâu. Nên trong cái cuộc đời này bị nhớ nghe, trước hay sau ở cõi này chưa biết, vì nhiều đời nhiều kiếp, sau trước chúng ta cũng không hiểu rõ ràng. Đúng không? Ví dụ như có những người đời này tu 5-70 năm, có những người đời này người ta tu mới có 2 năm mà người ta thông pháp hơn cái người tu mấy chục năm. Quý vị nói sao kỳ vậy? Tu mấy chục năm mà không bằng cái thằng tu 2 năm là sao? Cái ông này tu mấy chục năm mà đời này có ông mới có mấy chục năm, còn cái thằng tu mới có 2 năm mà nó đã tu bao nhiêu ngàn năm về trước rồi. Bây giờ nó mới quay lại 2 năm thì mình thấy mới có 2 năm mà nhân quả thông 3 đời, mình đâu có biết được cái thằng này bao nhiêu đời tu. Còn cái ông này đời tu này 50 năm, nhưng ông lại tu ít hơn cái thằng 2 năm này, nên nhân quả mình đâu có biết. Giống như Lục Tổ Huệ Năng đi, đi vô trong cái chùa giả gạo có 8 tháng thôi thì hoàn toàn khai ngộ hết, triệt ngộ luôn. Thì Lục Tổ Huệ Năng người ta đã tu nhiều đời nhiều kiếp, người ta đến đây để lãnh bằng tiến sĩ. Còn thằng Tú dù ở trong chùa cực khổ quản chúng, nhưng mà thằng Tú giỏi lắm thì lãnh được bằng đại học thôi. Tại vì khả năng chỉ lãnh được bằng đại học. Còn Lục Tổ Huệ Năng đến chỉ 8 tháng giả gạo thôi, mà Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đã đưa cho cái bằng tiến sĩ. Mình nói không công bằng, công bằng hết trơn. Nhân quả thông 3 đời, công bằng hết trơn. Bạn đừng có trách ai chứ nghe không? Đời này mình cực vô cùng, lam lũ trong ngôi tam bảo, cực khổ quá trời, mà tại sao cái gì cũng đưa cho cái thằng mới đến? Chưa biết. Người ta nhìn được cái thằng mới đến nó làm được, còn cái duyên của mình chỉ làm cái việc đó thôi. Thấy không? Có những cái việc mà mình đứng đầu không bao giờ thành công, mà mình hộ trì người ta thì thành công. Nên người ta đưa mình vị trí hộ trì chứ không đưa mình vị trí lãnh đạo. Vì lãnh đạo nó phải có một cái tố chất đặc biệt lắm. Nên người ta nhìn người này không phải là người lãnh đạo, mà người này là người chỉ hộ trì thôi. Nếu quý vị hiểu được nguyên lý này thì hộ trì hay là lãnh đạo gì cũng được, miễn là giúp chúng sanh là mừng.
Mọi người hiểu không? Mình mà có cái tâm vậy đó nghe quý vị, chúng ta sẽ không bao giờ có cái chuyện hơn thua đấu đá với nhau đâu. Anh em ai làm được thì mình mừng giùm cho anh ta. Còn cái tâm mừng đó sau này từ từ nghe quý vị, cái từ từ tự nhiên quý vị phát triển luôn vậy đó, tự nhiên quý vị hình thành nè. Có những cái bị tạo phước rất là lớn, nó chờ cái chỗ lớn hơn để cho quý vị. Còn có những khi quý vị thấy người ta được vậy nhưng mà nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà khi quý vị hội tụ rồi nó được, có cái chỗ lớn hơn, thành tựu lớn hơn. Vì tâm mình nó bao trùm người ta nên cảnh giới của mình là cảnh giới lớn hơn nữa. Nên con người phải cần phát triển cái tâm lượng cho thật lớn, đừng có đi đố kỵ với người ta. Người ta làm được mình mừng thì phước mình mới lớn. Nó giống như cái anh này, anh bị mẹ anh bỏ mà anh thương mẹ anh đi kiếm mẹ anh mấy chục năm, kiếm mẹ mấy chục năm. Nhân Đức gặp ảnh, Nhân Đức nói từ hôm nay kiếm thì kiếm, nhưng hãy dành nhiều thời gian để dành cho người mẹ hiện tại mà đang thiếu tình con. Đúng không? Anh hãy dành tình cảm cho nhiều người mẹ mà thiếu tình con cái đi, thì anh sẽ có phước duyên và tự nhiên mẹ anh sẽ trở về với anh. Nhớ đó. Đó. Nên con người mình quý vị nghe đạo là gì? Mở tâm lượng ra, mở tâm lượng ra, bỏ đi cái tâm hẹp hòi ích kỷ nhỏ mọn đố kỵ với người ta. Thấy người ta làm được là mình mừng 100% quý vị. Nhân Đức tu hành viết nghe, trong lòng Nhân Đức nói thiệt chứ, Hòa Thượng ngày xây chùa Nhân Đức hết lòng, Nhân Đức cực lực, Nhân Đức sắp xếp cho mấy anh em. Xong rồi Nhân Đức nói mấy anh em cứ làm đi, Nhân Đức mà có tiền như Nhân Đức đưa cho mấy anh em để lo cho các cụ chứ. Sau này Nhân Đức mong mấy anh em giỏi, mấy anh em mà được có chùa, mấy anh em làm chủ trì, mấy anh em làm vị chủ trì giỏi, biết thuyết pháp, biết nuôi chúng, biết nuôi người già. Thật sự quý vị, Nhân Đức chỉ cần ngồi một cái xó nào thôi, trong lòng Nhân Đức cũng cảm thấy Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà mừng quá, Nam Mô Di Đà Phật. Nó thật luôn á. Đây là trước ngôi tam bảo 100% đời của con. Nếu mà nói rằng con sắp xếp chùa chiền mà để tất cả chùa con làm chủ trì, hoặc con ở trong ngôi chùa lớn đó, nếu mà con có cái tâm này đó nghe, con không phải là người tu hành. Con nói từ hôm nay chùa chiền hòa thượng mà xây, hay là có chùa chiền, Nhân Đức đều bố trí cho mấy anh em, hoàn toàn lo cho mấy anh em hết, để mấy anh em làm chủ trì chùa đi. Tôi chỉ cần cuối cuộc đời tôi sau này lớn tuổi, tôi chỉ cần có cái giường tôi ở, có một khu vườn nhỏ nhỏ, mỗi ngày tôi ra gốc cây ngồi chơi là tôi thấy tôi mừng rồi. Tôi không có cầu chùa cao Phật lớn đâu, tôi nói thiệt luôn, 100%. À, những ngày tháng cuộc đời mình lâu lâu anh em nhớ mình, ghé ngang chơi với mình chút, rảnh rảnh ngồi nói chuyện Phật pháp đồ chơi, niệm Phật lòng vòng gốc cây rồi vậy đấy. Nó uống nước trà thì không được thì uống nước lạnh, nghe dế hót đồ chơi xung quanh khu vườn. Tôi nói tôi sống gì là tôi thích nhất, tôi nói thiệt 100% luôn, trước ngôi tam bảo. Còn chùa cao Phật lớn mấy anh em làm được, Nhân Đức nói Nhân Đức sẽ rất mừng khi mấy anh em làm được. Không bao giờ có cái tình chấp này. Tại vì sao? Vì tôi muốn về cực lạc quá rồi. À, muốn về cực lạc quá. Nên mấy anh em mà đi theo Nhân Đức nhìn mấy anh em về tố chất, Nhân Đức muốn rèn luyện mấy anh em để sau này mấy anh em có cơ hội hết. Nếu mà cái nhân viên mấy anh em mà là một vị chủ trì, điêu là vị chủ trì giỏi, biết thương người, nuôi người già, biết thuyết pháp, biết mọi mặt. Nên bây giờ quý vị coi, tôi đâu có chủ gì đâu, hướng dẫn tu được nè, thuyết pháp được nè, tiếp người được nè, cầm tiền được nè, mọi mặt con người tôi đều tiếp nhận được hết chứ. Người nước ngoài về tôi cũng tiếp được, người nước trong tôi cũng tiếp được, người nước cơm tôi cũng tiếp được, nước mắm tôi cũng tiếp luôn. Tiếp hết chứ, thấy chưa? Những đứa cũng mong là rèn mấy anh em ra vậy đó, sau này mấy anh em đều là có bản lãnh hết chứ. Có bản lãnh hết là tôi mừng lắm khi tôi làm được điều vậy đó. Nó trời ơi, mình chỉ cần sau này có cái giường ở, có một cái gốc cây gì đó, rồi có cái chỗ mát mẻ ngồi chơi một chút thôi được rồi. Nó còn thôi, còn nhiêu thì mấy anh em cứ làm hết đi, tuổi trẻ sau này. Đó là cái điều trong lòng mình mừng nhất rồi đó quý vị à. Nó càng buông xuống nhiều cái thì nó càng nhẹ lương tâm mình,
nó càng an lạc. Nên những đức tại sao càng tu càng vui nhiều? Thì vì buông được cái tình chấp rất là nhiều. Nên mong rằng mỗi một người nghe đạo phải hiểu, để bản thân mình học đạo có niềm vui. Cái hạnh phúc nhất của chúng ta là có tâm giải thoát. Còn cái danh lợi trong cuộc đời này nó phù du ảo ảnh lắm. Bữa nay nó vào tay mình, ngày mai nó vào tay người ta. Bữa nay vô tay mình mà mình không biết điều chỉnh thì nó vô tay người ta, là mình uổng cuộc đời, mình không làm được gì. Nên những đức nói những đức có tiền thì đức làm liền. Vì đồng tiền vô tay mình nó sẽ chạy qua tay người ta liền bây giờ. Chúng ta tức đó. Nên thà để chúng ta đẩy qua tay người ta sớm, rồi nó chạy nhanh qua tay mình lại, thì mình khéo léo, mình cả đời mình tu phước tu duyên nó được ý nghĩa. Chúng ta ở chùa làm công quả siêng năng mà mình không niệm Phật, không gầy dựng cái tâm giải thoát, rất nguy hiểm về sau. Mình đi đến chùa cúng dường, hộ trì Tam Bảo, phụ trợ quý thầy, quý sư cô, mà mình không gầy dựng được cái tâm tu giải thoát, về sau rất nguy hiểm. Tại vì đạo pháp quan trọng là dạy chúng ta phải gầy dựng cái tâm giải thoát là cái gốc. Mà cái gốc giải thoát lại không gầy dựng, thì dù mình có cúng dường nhiều hay mình làm công quả giỏi, nó chỉ là cành lá hoa quả. Mà cành lá hoa quả mà nó có xum xê cỡ nào đi chăng, nhưng mà cái gốc nó chết thì cái cành lá hoa quả này cũng không sống nổi. Nhưng cành lá hoa quả nó không xum xê, nhưng cái gốc lại tươi tốt, thì chắc chắn là cành lá hoa quả sẽ xum xê. Nên cái người mà đi lễ chùa hộ trì Tam Bảo cúng dường nhiều, cái người ở trong ngôi Tam Bảo mà làm việc siêng năng mà không có phương pháp nào tu hết, không niệm Phật, không gầy dựng tâm tu giải thoát gì hết, là quý vị nhớ càng tu càng sanh kiêu ngạo. Nó lạ vậy đó. Cái người mà không gầy dựng cái tâm giải thoát là nó càng tu nó càng sanh tâm kiêu ngạo. Kiêu ngạo lên. Tại vì cái phước nó hại mình. Cái phước là nó cần được khen. Mình khi tu phước lớn mà không gầy dựng tâm giải thoát á, là nó không có đức. Mà cái phước nó dày lên thì nó thích người ta khen. Bởi vì để ý là có nhiều người mà ta lợi chùa bố thí cúng dường là người ta cần phải nêu nó lên, rồi tán thán người ta là ta thích làm đó. Nhưng mà lúc nào chỉ cần chạm tư ái người ta một cái là người ta tức lắm. Người ta quay 180 độ đến với mình luôn. Thấy chưa? Là họ cũng tu tạo phước rất là lớn, nhưng đụng với họ là không được. Đụng họ là không được. Thì thấy quý vị thấy cái tác hại này lớn chưa? Rồi những đức cũng thấy cái người trong chùa làm việc rất giỏi, nhưng đụng họ là không được. Nói họ là không được. Nói họ là họ tức lắm. Họ đi dìa, họ nghỉ làm. Họ chỉ cần chạm tự ái họ lần dìa, nghỉ làm. Thấy chưa? Nên cái người tu mà không gầy dựng cái tâm giải thoát là cái quả kế bên, cái quả sát bên luôn. Dù là thấy họ đang thịnh lắm, nhưng mà cái tai quả sát bên với họ. Tại vì không gầy dựng cái tâm giải thoát. Nên nghe qua công đoạn này, cái người mà muốn nuôi dưỡng cái huệ mạng cho mình là cái người này làm gì làm mình phải siêng niệm Phật. Tại vì mình tu tịnh độ, mình phải siêng niệm Phật. Mỗi ngày mình nhớ ai cho ra Phật, mình nhớ Tây Phương Cực Lạc. Thì cái tâm kiêu ngạo mình nó hạ xuống nhiều. Sáng như Đức giảng cái bài pháp mà tâm kiêu ngạo đáng sợ lắm, ghê lắm. Mà mình cái tâm mình giải thoát mình càng mạnh chừng nào là cái tâm kiêu ngạo nó càng hạ xuống chừng đấy. Mà cái tâm kiêu ngạo kia nó hạ xuống á, con người mình mới thịnh trong cuộc đời. Tại vì khi tâm kiêu ngạo mà hạ xuống thì mình có chữ nhẫn. Mà trong nhà Phật nói câu nhẫn nhỏ thành tụ nhỏ, nhẫn lớn thành tụ lớn. Cái người mà tâm kiêu ngạo quá lớn, người ta chỉ cần chích mình phát thôi rớt. Mình dễ tức lắm, dễ sân hận lắm. Mà con người mà dễ sân hận, dễ tức á, là dù mình làm việc lớn gì lớn nghe, nhưng mà giống như xây nhà trên cát biển đông, nó sụp đổ một phát là tan tành không còn gì chứ. Nên cái người tu đức là quan trọng nhất. Tu đức là cái gì? Là tâm giải thoát, niệm Phật. Niệm Phật, tâm giải thoát là tu đức. Còn cái người mà tu phước duyên rất dày nhưng mà không tu đức
thì không có gốc. Đó, nên quý vị biết rằng nhiều người ta đi đến chùa bố thí cúng dường mà gặp mà người tu mà không có phương pháp tu, không có cái hướng giải thoát, là cứ tán thán cái việc bố thí cúng dường người ta không, cứ tán thán. À, bố thí cúng dường này công đức vô lượng nghe con, bố thí công đức này nè vô lượng nghe con, làm việc này công đức vô lượng nghe con. Cái người ta làm người ta nghĩ đó là công đức vô lượng, công đức vô lượng. Nhưng mà cái phước lớn cỡ nào lớn nghe quý vị. Nhưng quý vị nhớ, cái phước rất là lớn, nhưng nếu nó không gầy dựng cái tâm giải thoát thì cái quả đến, cái phước nó không có chuyển được. Ôi sao mấy cái màn này kéo lên hết cho người ta, sao không kéo qua cho có gió nó mát. Nên á, là tại sao cái người này họ bố thí cúng dường mình khen họ là công đức vô lượng, công đức vô lượng, nhưng mà bố thí cúng dường cái tâm họ chưa có tâm giải thoát, thì đa phần cái tâm bố thí cúng dường của họ là tu phước duyên à, chứ không có công đức, không có công đức đâu. Cái người mà tu mà thật sự có công đức là cái tâm người này phải hiểu dữ lắm mới có công đức. Chứ cái người mà làm phước có lớn cỡ nào lớn, nhưng mà nào là họ nè thích được khen nè, họ thích được nêu lên nè, họ chỉ cần có cái tâm này thì không có công đức, đa phần là chỉ có phước thôi. Mà khi mà phước có lớn cỡ nào lớn mà cái quả mà đến á, là cái phước không có chuyển được, không có chuyển được cái nghiệp. Cái nghiệp á, chỉ có công đức, chỉ có niệm Phật. Quý vị nghe An Tổ nói mà, niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, niệm lâu dài mới chuyển được phàm tâm. Đúng không? Đó. Nên tại sao người ta phỉ báng Phật Pháp? Vì cái tâm người ta dành cho Phật Pháp lớn quá. Người ta dám đem tiền của người ta cúng dường, người ta làm bao nhiêu chuyện ở trong chùa chiền. Nhưng mà con người ta gãy tay gãy chân, con người ta bể đầu, chồng người ta bỏ người ta, vợ người ta bỏ người ta, con người ta ngủ nghịch, tự nhiên đùng lên ung thư bệnh đau. Đó. Cuối cùng người ta lại nói với Phật rằng: con này, gia đình con này tu tạo phước lớn quá mà, đem gạo đến chùa mà, đem xi măng lên chùa xây chùa mà, tại sao bây giờ con có té gãy tay? Tại sao nói từ bi mà kỳ vậy? Nó vì thấy cái quả chưa? Cái quả là đi đến chùa bố thí cúng dường mà lại không nghe Pháp. Không nghe Pháp. Vì họ không nghe Pháp nên cái quả này với họ quá lớn. Nên quý vị thấy đi tu mà không nghe Pháp là quý vị thấy cái tai hại lớn chưa? Mà ngộ lắm nghe quý vị. Quý vị đi bố thí cúng dường mà quý vị không nghe Pháp nghe, vì hộ trì tam bảo quý vị không hiểu nghe, vì làm thiệt là lớn. Đầu tiên bị làm gia đạo quý vị nó phát lắm, phát lên như đó, ngộ lắm. Vì biết cái này là ai hộ trì mình không? Ma hộ trì nó đẩy mình lên nghe, rồi tự nhiên cái nó một ngày nào nó dập mình một phát đức, nó làm cho gia đình mình mất tín tâm Phật Pháp hết chưa. Ma nó dùng cách đó để hộ trì cho cái người mà cái tâm không nghe Pháp, không hiểu đạo. Nên nhiều người bị lắm đó quý vị, không phải giỡn đâu nghe. Nên mình bố thí cúng dường đi hộ trì tam bảo, mình phải hiểu, phải hiểu nguyên lý. Mình làm cái việc này mình làm cho mình, ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Nhưng mà cái nghiệp nhiều đời nhiều kiếp của mình đã tạo ra, bây giờ mình đến với cõi đời này, dù cho mình làm việc phước đức lớn cỡ nào, nhưng mà cái nghiệp đến là mình phải trả. Nên người ta nói người tu hành không mê trong nhân quả, mà mình phải nghe Pháp mình mới không mê trong nhân quả. Là mình làm bao nhiêu công hạnh trong chùa, làm bao nhiêu việc thiện giúp bao nhiêu con người, nhưng mà quả tai vẫn là phải quả tai. Nhưng mà nó chuyển hóa rồi. Thí dụ con mình nó có thể, nếu mình không tu phước duyên gì hết, con mình nó té nó gãy cần cổ, nó gớt cái đầu lăn. Nhưng mà nhờ mình tu tạo phước duyên nên nó té nó chuyển lại gãy cái tai, gãy cái chân. Nhưng mà mình thì không muốn gãy cái gì hết, thì qua báo này mình không chịu trả. Mình không trả thì mình phải trả tam độ ác đạo. Nên bản thân chúng ta ở trong ngôi tam bảo phải hiểu nhân quả. Nhân quả thông ba đời, nhưng tu hành nó chuyển hóa bớt đi, nghiệp nặng báo nhẹ.
Nếu mình nghe pháp thì con mình nó bị gì, bản thân mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, nhờ con tu mà con nó không gãy cần cổ, nó không lòi ruột, nên nó chỉ có gãy cái tay thôi. Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn Phật Bồ Tát. Thấy không? Đó. Nên ai mà không trả nợ, Đức Phật đến thế gian mà còn phải mà theo cái nghiệp duyên của thế gian, mà Đức Phật còn mà phải ăn lúa ngựa mà, quý vị thấy không? Nên cái việc mà nghe pháp để hiểu định lực nhân quả quan trọng dữ lắm. Nhà Đức nguyện Tam Bảo gia hộ cho mỗi người tu tịnh độ đều gầy dựng tính tâm tính nguyện, niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc, quý vị. Chúc quý vị an lạc và quyết tâm về Cực Lạc, quý vị ơi. Đời này phải về Cực Lạc nghe. Nhớ quý vị, ở đây có vui cỡ nào như cái khổ kế bên, chỉ có về Cực Lạc mới thật sự vui nha quý vị. Nhớ nghe. Chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.